Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Hoàng Tích. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là một cái lô sản phẩm đồng hồ Seiko 5 anh em nhé. Và ngày hôm nay thì cũng là một ngày khá là đặc biệt với em Trương. Ngày hôm nay là trong những ngày gọi là sinh nhật của em Trương ha. Đó, ngày mà em Trương ra đời và có mặt tại đây để gửi đến cho như tất toàn thể quý anh em những chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp mắt. Thì trong video ngày hôm nay thì em Trương sẽ sale giảm cho anh em những cái mức giá mà chưa từng có trên thị trường nhá. Những mức giá cực kỳ là rẻ. Đấy, cực kỳ là rẻ luôn. Những cái mức giá gần như là chưa có xuất hiện trên thị trường bất cứ một cái mức giá nào hàng mới mà như này. Đầu tiên chúng ta sẽ có là phiên bản Seiko 5 nhé anh em nhé. Một chiếc Seiko 5 với màu cực kỳ là mới. Và một cái phiên bản đây cho anh em xem, một chiếc đồng hồ Seiko 5 máy automatic 21 chân kính. Ở phiên bản này sẽ là mã hiệu SNKL79K1 này, có máy caliber 7S26 automatic và water system. Rồi chúng ta sẽ có một cái mức giá rất tốt cho phiên bản này, ngày hôm nay sale giảm cho anh em chỉ còn là 2,8 triệu. Anh em lưu ý là 2,8 triệu nhá, mới 100% đầy đủ hộp sổ, 2,8 triệu cho anh em. Đó, phiên bản này thì em về được một chiếc duy nhất. Đó, một chiếc duy nhất để tham khảo cái phong cách của anh em. Đó, thì anh em nào thích cái sự lựa chọn này thì em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số online nhé, 0969 77 82. Đó, và hàng mới 100% đầy đủ hộp sổ anh em nhé. Nhưng phiên bản này ấy, thì khi về hàng nó cũng phải rơi vào đâu đấy tầm em ngày trước em bán giá cứng 2,950 triệu, không bao giờ mà bán mức giá 2,8 triệu cả. Đó, và ngày hôm nay thì cũng là ngày sinh nhật của em, cho nên là em sale giảm cho anh em là 2,8 triệu, mới 100% đầy đủ hộp sổ. Đó, rồi chúng ta sẽ có một cái mặt đều màu xanh dương nhá. Tất cả những chi tiết kim cọc đều được mạ PV đều màu vàng gold. Rồi thiết kế 3 kim 1 oly kép, một dòng chữ Seiko File Automatic. Và đầu máy Gaber được trang bị chiếc đồng hồ này, đó chính là 7S26. Những phiên bản này thì chúng ta sẽ có là 21.600 tần số động, đối với con là 40 tiếng cho một cỗ máy 7S26 nhá. Rồi có những cái chi tiết mạ PVD rất đẹp, đặc biệt hơn là ở trên phần núm nó cũng có mạ PVD luôn. Riêng về chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có cái chi tiết phần thân vỏ nó rất đặc biệt, tại vì nó được phay xước nhá. Phay xước như này thì trông nó khỏe hơn rất là nhiều. Đó, cho nên là anh em đeo thì anh em mà thoải mái về cái phong cách của chiếc đồng hồ này. Em sẽ lên đây thử cho anh em xem. Kích thước xem mặt phiên bản này đó chính là 37, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16. Anh em đây, những phiên bản này rất hợp lý. Anh em có thể thấy đối với cổ tay của em chưa là cổ tay 16 nhá. Đây cho mình phiên bản này cũng rất đẹp. Đó, màu xanh với kim cọc vàng gold. Đó, tầm màu xanh nhá. Cổ tay của anh em đâu đấy từ 14 cho đến tầm 16 này anh em đeo rất hợp lý, anh em có thể cân đối. Đó, rồi đấy là kích thước cổ tay. Ở đó và phần đáy của chiếc đồng hồ này. Về những phiên bản Seiko 5 ấy thì nó có những cái thiết kế rất đẹp và tầm giá em nghĩ rằng rất là dễ chơi, cho nên em cũng lưu ý. Chúng ta sẽ có dòng chữ Seiko này. Đó, rồi ở đây sẽ có Water System Stainless Steel 7S26. Và chỉ riêng ngày hôm nay thôi anh em nhé, chỉ riêng ngày hôm nay thôi, từ ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, từ ngày hôm nay hết ngày mai, chắc ngày mai thì cũng có một số anh em mới xem được video. Từ ngày hôm nay cho đến hết ngày mai em sẽ siêu giảm cho anh em còn 2,8 triệu về phiên bản này, hàng mới 100% đầy đủ sổ. Đấy, tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có một chiếc tiếp đến là màu trắng nhá anh em nhá, cũng được mạ PVD màu vàng gold rất đẹp. Và phiên bản này phiên bản màu trắng. Thì với màu trắng thì ngày trước em có về cho anh em được một lần rồi. Em về hai con và được ủng hộ rất là nhiều với phiên bản màu trắng này. Đây cho anh em xem này. Phiên bản mặt trắng nhá, kim cọc vàng gold. Rất đẹp với tông màu vàng gold như thế này thì anh em có thể thấy là nó có những chi tiết mà rất là sang. Màu trắng đi với màu vàng thì phải không phải bàn rồi. Nó cực kỳ là sang luôn. Thiết kế của phiên bản này nó cũng rất sắc sảo khi mà kim giờ kim phút là kim lưỡi kim vắt nhọn nhá. Dòng chữ Seiko 5 cũng là 3 kim 1 oly kép, và dòng chữ Seiko File Automatic 21 chân kính. Phiên bản này thì nó sẽ có khác biệt hơn một chút là các vân của phiên bản này trên mặt dial thì sẽ có là ở lòng bên trong là vân này, vân này vân tròn nhá, trơn, rồi hiệu ứng chạy tia, rồi đây sẽ có những vân kẻ sọc nhá, rất chi đẹp mạ PVD. Size của phiên bản này, kích thước size cũng là size mặt 37, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16, đâu đấy tầm từ 14 cho đến 16 anh em đeo rất phù hợp. Đây cho anh em xem này, đối với cổ tay của em Trương đây nhá, cổ tay 16 đây cho mình phiên bản này rất đẹp, giá 2,8 triệu luôn,
mới 100% đầy đủ hộp sổ. Thật sự với anh em là sale giảm giá thì giá những cái mức giá thành này thì phải gọi là em đang bán những cái mức giá tốt nhất thị trường rồi, mà hôm nay giảm cho anh em nữa thì cũng để tri ân anh em và mừng ngày sinh nhật của em ha. Đó thì anh em nào quan tâm đến em thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Đó, dòng Secofi dày thép cuộn rất chi tuyệt vời. Rồi phần đáy của chiếc đồng hồ này cũng đầy đủ những thông tin cần thiết cho anh em. Đó, Water System nhá, Stainless Steel Seiko, máy 7S26, một cỗ máy cơ bản, đó, mặt trắng, mặt kính HLX nhá anh em nhá, mặt kính HLX độc quyền đến từ thương hiệu Seiko. Rồi, ở mức giá để cho anh em tiếp cận và sở hữu là 2.8 triệu, mới 100% đầy đủ hộp sổ. Đấy, để anh em lưu ý, anh em có thể chốt đơn nhanh nhá. Về những phiên bản này thì anh em không cần lo nghĩ đâu, ở mức giá thành nó rất tốt rồi. Đó, thì anh em thấy hay đừng tiếc cho em xin 10 lượt like, 10 lượt đăng ký kênh nhá. Nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những chiếc đồng hồ mới nhất từ bên em. Tiếp đến là chúng ta sẽ có là phiên bản NX77. Thì dòng NX này thì anh em cũng biết là ngày trước em rất ít khi, em phải gọi là không bao giờ luôn đấy, em giảm giá. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng là ngày sinh nhật của em, giảm cho anh em là 2.8 triệu luôn. Đó, từ đây cho đến hết ngày mai nhé anh em nhé, từ đây cho đến hết ngày mai. Ví dụ như anh em nào xem được ngày kia ấy thì anh em thông cảm. Đó, từ ngày kia trở đi thì anh em thông cảm, tại vì những phiên bản này thì lời lãi không có, và chỉ có những ngày ví dụ sinh nhật chẳng hạn của em hay là của cửa hàng hay gì thì họ tri ân thì em mới có những mức giá tốt nhất, hoặc là em mới chi ra để giảm giá cho anh em. Chứ thực chất thì với những phiên bản này đang có những mức giá rất tốt rồi, nên chúng ta không thể nào mà giảm thêm được. Đó, cho anh em thông cảm nhé. Ngày hôm nay sinh nhật của em thì em đứng ra em sẽ giảm giá cho anh em còn 2.8 triệu phiên bản này. Đó, chỉ 2.8 triệu đồng giá luôn nhé. Đó, rồi chúng ta sẽ có cũng là thiết kế 3 kim loại kép này. Phiên bản này sẽ có là phần các phần kim loại là kim loại sợi kẻ vạch, dòng chữ Secofi. Rồi chúng ta sẽ có là dạ quang ở trên phần kim cọc của Seiko thì rất là đẹp rồi. Đặc biệt là dòng Seiko 5 là dòng tầm trung, tầm thấp, nhưng về dạ quang thì anh em phải gọi là cực kỳ là sáng luôn, phải gọi Seiko làm dạ quang rất tốt. Cũng là mặt kính HLX anh em nhé, mặt xanh deep blue, chảy tia sunburst với những cuồng sáng chảy tia sáng tối trên mặt dial. Đấy, anh em có thể thấy đó, thì em quay ở đây chính là điều kiện ánh sáng buổi tối, cho nên là tối nay thì em mới lên video cho anh em. Đấy, cho nên là quay với điều kiện ánh sáng buổi tối thì nó sẽ không được quá là sáng, quá là rõ, nhưng mà anh em thông cảm nhé. Nhưng mà những dòng này thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp với em sẽ gửi ảnh chi tiết cụ thể cho anh em. Rồi chúng ta sẽ có là cái phần bộ dây thép cuộn nhé. Và dây thép cuộn này thì là dây thép cuộn nhỏ, nó nhỏ hơn cái dây thép cuộn này. Đó, cho anh em có thể nhìn hai cái dây thép cuộn nó khác nhau nhé. Đó, hai dây thép cuộn khác nhau thì anh em có thể lựa chọn những cái màu mặt khác nhau và cái thiết kế khác nhau nhé. Thì dòng NX này thì trông nó nhẹ hơn, trông nó nhỏ nhắn hơn. Rồi, khóa cũng là khóa giật này. Chúng ta sẽ có kích thước xe mặt của phiên bản này là chính là 37, phù hợp với cổ tay của anh em trên dưới 16. Anh em lên những phiên bản này rất hợp lý, đặc biệt hơn thì dạ quang của những phiên bản này rất sáng, anh em có thể cân đối. Màu xanh deep blue, đeo rất trẻ trung, năng động, mặt kính HLX. Đó, máy 7S26 nhá, cũng là giá 2.8 triệu. Thật sự với anh em thì những phiên bản này thì em lên video này thì chắc chắn là có rất nhiều anh khách sẽ hơi bất ngờ, và kể cả là chủ em cũng sẽ bất ngờ, tại vì chủ em bảo rằng là giá của những phiên bản này từ này nó lên đâu đấy tầm 50-100 cơ. Đó, thì ngày trước đã bán 2.950 là mức giá nó mỏng, rất mỏng rồi. Đó, và ngày hôm nay thì 2.8 triệu thì phải gọi là thôi, ngày hôm nay ngày sinh nhật của em thì coi như là tri ân đến anh em là 2.8 triệu. Đó, rồi. Và chúng ta sẽ tiếp đến một phiên bản rất chắc chắn, phiên bản này mới là phiên bản mà em đánh giá rất cao. Một chiếc đồng hồ với một cái kiểu dáng phong cách, một dòng Seiko 5, size này size 38 anh em nhé. Đó, 37.5 gần 38. Đó, một chiếc đồng hồ Seiko 5 với mặt đeo màu xám lông chuột. Đó, màu xám ghi cũng mạ PVD màu vàng gold rất đẹp, chi tiết dạ quang trên giờ kim, phần kim giờ kim phút này.
đó, rồi 3 kim một ôi kép nhá, dòng chữ Seiko 5 automatic 21 chân kính đó, mặt sắm khói rất đẹp, hiệu ứng chảy tia, rồi mặt kính Hatlex. Phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L, và riêng về cái mắt thừa của phiên bản này, anh em có thể thấy ở đây một trong những mắt thừa rất riêng biệt, gần như là rất ít khi xuất hiện trên thị trường, và chỉ có dòng này nó mới có cái mắt thừa nhìn như này thôi anh em nhé. Đó, một cái thiết kế rất độc đáo, và nhìn anh em nhìn này, trông nó rất cứng cáp, nhìn nó rất là to bản. Rồi em sẽ lên tay thử cho anh em xem nhé. Kích thước xe mặt của phiên bản này là 37.5, phù hợp với quả tay của anh em trên dưới 16, anh em từ 14 cho đến tầm 16.5 là anh em đeo rất phù hợp với phiên bản này. Đó, anh em có thể đeo một cái phong cách classic, đeo văn phòng công sở, anh em đeo những phiên bản này đi làm thì rất là hợp lý, đặc biệt hơn thì phần bộ dây trông nó rất là sang, nó sang hơn và nó độc đáo. Rồi, đáy của những phiên bản này thì nó cũng không có gì là khác nhau cả, tại vì dòng này đều là máy 7S26 hết, không có cót tay, không có dừng kim. Đó, và đây là máy cơ automatic hoàn toàn, cho nên là anh em cũng lưu ý nhá. Em sẽ lên màu rồi lên tay thử cho anh em xem. Đó, và mức giá của phiên bản này cũng là 2,8 triệu luôn. Đó, 2,8 triệu, siêu giảm cho anh em có 2,8 triệu thôi. Anh em thấy ổn thì anh em liên hệ em. Đó, chỉ trong video ngày hôm nay và tính đến ngày hết ngày mai thôi anh em nhá, hết ngày mai thôi anh em nhá. Không có sang ngày hôm kia đâu. Đấy, ví dụ như là anh em liên hệ em hôm nay là ngày 8 tháng 6 thì đến hết ngày mùng 9, đó hết ngày mùng 9 anh em không mua ấy thì sẽ quay lại về với giá cũ là 2,950 triệu. Đấy thì chia anh em một 2 ngày đi. Đó, 2 ngày từ thời điểm anh em xem video. Đấy là tối nay và tối ngày mai. Đó. Rồi, mức giá 2,8 triệu nha anh em nhé, 2,8 triệu phiên bản này. Nó lên đây thử cho anh em rồi đấy. Đó, mới 100% đầy đủ hộp sổ. Thật sự với anh em là với những mức giá này thì gần như là anh em không còn phải nghĩ, rất ít bên có thể để được mức giá 2,8 triệu. Thì vì người ta bán người ta cũng phải có công chứ không anh em. Nhưng mà hôm nay chi ân cho anh em thì chắc chắn là phải lấy được một chút tiền phí ship. Đấy, bên em bao ship cho anh em thì cũng phải lấy cho anh, lấy của anh em được một chút tiền phí ship để em có thể bù vào. Chứ thật sự thì order cũng mất công bên em order mà. Đó, rồi chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Seiko Five tiếp theo và cuối cùng, đây là bản SNKK87K1 nhá. Phiên bản này thì màu trắng này, Seiko 5 màu trắng nhá, 3 kim một lưỡi kép này, các phần kim cọc giờ kẻ vạch nhá, phẩy bóng đã chi đẹp. Rồi đây chúng ta sẽ có là cái chi tiết vân vải rồng. Đấy, vân vải rồng trên cái phần dây và sáng rất tốt, chỉ tiết phải bóng và phải xước nhá. Mặt kính cũng là mặt kính Hatlex này, mặt màu trắng rất đẹp. Chúng ta sẽ có cái tiết xe mặt của phiên bản này, đó chính là 38, phù hợp với cô tài của anh em trên dưới 16, anh em đây những phiên bản này rất hợp lý. Đặc biệt hơn thì phần bộ dây này đeo thì cũng rất là sáng này. Màu trắng thì anh em đeo thoải mái giúp em nhá. Màu trắng nó mang một cái phong cách thanh lịch, đó, lịch lãm, anh em có thể cân đối. Rồi mức giá thành để anh em tiếp cận với phiên bản này chỉ có là 2,8 triệu thôi, tình trạng mới 100% đầy đủ hộp sổ. Đấy, lên nhanh cho anh em video này. Đó, lên nhanh cho anh em video này để anh em có thể lựa chọn cho mình những chiếc đồng hồ nó đúng nhất, đúng đắn nhất này. Đó, em những cái phiên bản Seiko 5 này đều là hàng mới nhá. Thật sự với anh em là ngày hôm nay thì cũng không thể review chuyên sâu được cho anh em, nên là hẹn anh em những phiên bản này nếu như mà anh em chưa mua ấy, hoặc là anh em chưa xem ấy, thì hẹn những anh em nào mà chưa xem kỹ càng, chưa hiểu kỹ càng thì em sẽ lên những cái video chi tiết về những phiên bản này. Và ngày hôm nay chỉ có tri ân thôi, tri ân cho anh em những mức giá nó rất tốt thôi, 2,8 triệu cho tất cả những phiên bản này. Đó, 2,8 triệu này, đồng giá 2,8 triệu hết nhá anh em nhá. Đó, anh em nào quan tâm về những phiên bản này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhá, 0969 77 82, thì em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho anh em về những mẫu sản phẩm này. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ngồi ở đây quan tâm theo dõi nhá. Xin chào và hẹn lại anh em ở những chiếc video tiếp theo, và cảm ơn anh em đã luôn lắng nghe và ủng hộ.